và phải phối hợp với những cái tư vấn của các bác sĩ về trị liệu vật lý ở trong các bệnh viện nổi tiếng chuyên khoa, chẳng hạn ở tại Sài Gòn thì có bệnh viện Sùng Chính hay là cái khoa vật lý trị liệu của bệnh viện Chợ Rẫy. Nơi đây các vị đó rất có kinh nghiệm về vấn đề về xương sống, để chúng ta phối hợp thì sẽ vượt qua nó trong một thời gian khá nhanh. Khi thân của mình bị vẹo do ngồi sai tư thế, hay là trước đây đó ta làm lao động quá nặng, khuân vác một vai trái hoặc vai phải, thì về sau này khi mà chúng ta thực tập ngồi thiền, chúng ta có cảm giác rằng là do thiền mà dẫn đến những cái chứng bệnh như thế này. Đó là một ngộ nhận. Thiền nếu không có khả năng trị liệu những cái chứng bệnh vừa nêu thì không bao giờ làm cho chúng ta bị đau hơn, nặng hơn á. Do vì trước đây mình không để ý, bệnh nó đã có rồi, nó ấp ủ, nó ngấm ngầm, nó diễn tiến mà mình không chỉ đi khám bác sĩ. Để bây giờ khi đau, trong lúc mà chúng ta ngồi, do mình có chánh niệm nhiều quá nên cái đau nó dễ xuất hiện, thì lúc đó chúng ta có ngộ nhận rằng là việc ngồi thiền kéo theo những cái chứng bệnh này thì không nên, mà phải đi khám bác sĩ để thấy nó là cái hậu quả của những cái lao động sai phương pháp. Người Ấn Độ từ xa xưa cho đến bây giờ, mỗi lần khuân vác cái gì đó họ đều đội trên đầu. Đội trên đầu á, thì cái đỉnh đầu, cái cột sống ở vùng cổ và toàn thân á sẽ giữ theo một cái thế đứng thẳng như thế này, và nó chịu đựng chung. Cho nên họ không bao giờ có những chứng bệnh gọi là gù lưng, khòm lưng về già, như là người Trung Quốc và Việt Nam có thói quen ẵm bồng em ở một bên trái và bên phải, hay là vác sử dụng cái dùng vai phải vai trái quá nhiều, dẫn đến cái tình trạng dẹo hư cái cột sống. Cho nên người lao động của Ấn Độ thậm chí là vác phân cũng là đặt ở trên cái đầu của mình mà thôi. Đó là một cái phương pháp về phương diện y khoa tốt rất nhiều lần so với chúng ta sử dụng mọc da. Thì trở lại vấn đề, khi ngồi mà bị tê thì đừng nên sử dụng dụng cụ đó nữa, mà sử dụng một dụng cụ khác tốt hơn. Và phương pháp nằm nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cột sống. Nếu ai sử dụng niệm mà khoảng từ một tấc trở lên, độ thụng của nó quá nhiều, thì trước sau gì người đó cũng bị đau cột sống, thoái hóa cột sống hay là gai cột sống, và thậm chí nếu nằm sai tư thế dẫn đến thoát vị đĩa đệm thì đau nhức xương khớp vô cùng. Thì nên lưu ý sử dụng niệm nào mà cái độ không có thụng của đó thì được xem là ok. Và ngủ muốn có khoa học, tốt nhất là không nên sử dụng niệm. Ngày nay nó có những loại chiếu tre lắp bằng những cái thanh tre, bề ngang nó khoảng 2 cm, chiều dài khoảng 4 cm, và giữa chúng nó có một cái khoảng cách nhỏ nhỏ đủ sức để làm cho các lỗ chân lông ở cái vùng lưng đó nó được thoát ra bên ngoài và không bị những cái chứng bệnh gọi là ảnh hưởng đến xương khớp. Nó tốt là đủ rồi. Nhưng mà vì có nhiều người ngủ từ nhỏ ở trên niệm, bây giờ bỏ niệm ra chịu không được, thói quen sử dụng niệm thụng nó sẽ làm cho xương khớp bị đau nhất, và khi ngồi đó sai tư thế thì cái mức độ đau nhất nó sẽ dễ dàng được diễn ra. Trong lúc ngủ, vì ý thức nó đã giảm sức hoạt động cho nên ý niệm về cái sự đau nó ít đi. Trong lúc chúng ta ngồi ta quán tưởng thì ý niệm chánh niệm nó đang xuất hiện với toàn thân của chúng ta, cho nên cái cảm nhận về sự đau nó dễ dàng làm cho chúng ta được biết đến. Cho nên đừng ngộ nhận rằng do ngồi mà có. Như vậy trở lại vấn đề là ngồi phải đúng tư thế 90 độ thì không bệnh. Nằm á, đừng sử dụng niệm thụng, tốt nhất là nằm ở trên ván và có một lớp chiếu, hay là một cái lớp chiếu tre là tốt rồi, giống như các vị tu sĩ trong các chùa, thì không có lý do gì để chúng ta sợ vương vào những chứng bệnh đau nhức xương khớp như thế này. Để tránh những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp đó, quý vị sau những cái thời ngồi thiền thể dục buổi sáng đó, thì thay vì mình đi bộ hay là chạy thì quý vị có thể tập khí công của Phật giáo. Ta đứng theo cái thế trung bình tấn rồi nhíu hậu môn lên. Khi mà ta hít thở vào, hậu môn được nhíu vào, tức là giấu hậu môn. Khi hơi thở thở ra qua buồng phổi, thông qua cái khu vực khí quản, thông qua lỗ mũi, thì ta phải quán niệm các trược khí đang được tống khứ ra ngoài
các phiền não đang được tan biến, những nỗi niềm đau đang được phóng thích, và hít vào bên trong á thì không khí trong lành được đưa vào, làm tươi nhuận gọi là các cái tế bào, làm tươi nhuận các neuron thần kinh, làm tươi nhuận cái quá trình tuần hoàn máu, làm tươi nhuận nhận thức, niềm vui, an lạc, hạnh phúc, tỉnh tại, chánh niệm đang có mặt toàn thân chúng ta. Quán tự như thế và đấu hộ môn ra, thì cái tư thế đứng trung bình tấn này đó sẽ giúp cho quý vị khắc phục được những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp. Hoặc là nếu quý vị dùng cái phương pháp gọi là phát thủ của Thiếu Lâm tự đó, thì cái động tác nhón chân, phát hai tay đằng sau, thì mình hít thở tùy theo thói quen, và cứ làm như thế là nhíu hồng môn lên, thì tất cả các cái thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác trên toàn thân thể dọc theo các cái xương khớp sẽ được kích hoạt, và do vậy sẽ có cái khả năng tự điều chỉnh các cái chứng bệnh đau nhất. Quý vị thực tập, nếu mỗi buổi sáng phát thủ khoảng 15 phút, dần dần tăng lên thành 30 phút, trước khi đi ngủ cũng làm điều đó, thì đảm bảo ai bị những cái chứng bệnh tê bại liệt sụi nó sẽ giảm đi ở một mức độ khá đáng kể. Còn ai chưa những cái chứng bệnh này, việc thực tập nó đính kèm với chánh niệm và quán tưởng đó của thiền, chắc chắn rằng từ đây về sau quý vị không còn những cái chứng bệnh đó nữa. Và đó là một cái kết quả mà nó hỗ trợ sức khỏe, mà lại cái việc thực tập nó lại cao. Cho nên trải nghiệm thiền không nhất thiết là chúng ta phải ngồi. Ngồi là cái phương tiện tốt nhất để có được định và để phát sinh trí tuệ. Nhưng nếu như mình lỡ có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp rồi đó, thì cái phương pháp thực tập phát thủ cộng với cái chánh niệm trong quán tưởng như vừa nêu, nó sẽ là một cái giải pháp cho chúng ta. Và khi khắc phục được cái này rồi đó, thì trở lại cái phương pháp ngồi, chúng ta sẽ không bị loạn động bởi những cái đau nhức trên cơ thể làm cho mình là mất đi cái chánh niệm. Và người thực tập tịnh độ tông hay là mật tông, trong lúc niệm Phật hay là trì chú mà biết quán tưởng hơi thở ra vào với 16 cái kỹ năng mà Đức Phật dạy trong bài kinh 16 pháp quán tưởng hơi thở đó, thì chắc chắn rằng là cái tiến trình chuyển hóa tâm thức sẽ diễn ra rất là tốt, và kết quả của sự hành trì cũng rất là cao. Xin nêu câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, cho phép con hỏi tại sao con người sau khi chết rất nhiều năm mà vẫn không được đầu thai, người mấy chục năm nhưng bà con chết đã nhiều năm mà đi gọi hồn, hồn vẫn lên, con đòi ơn Thầy. Thứ nhất đó, sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng gọi hồn, cầu hồn mà hồn về đó chứng tỏ rằng hương linh người thân của chúng ta chưa được siêu. Độ chuẩn xác của phương pháp này không cao. Phan Thị Bích Hằng là một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 và nổi tiếng nhất của Việt Nam. Người đã có công gọi là phát hiện ra trên 10.000 hài cốt bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam trong lịch sử. Đã thuyết trình chung với Phan Thị Bích Hằng một lần tại chùa Hoằng Pháp và một lần tại tiệm cơm chay Việt Chay do chính cô làm giám đốc tại Hà Nội. Đã đến chùa Giác Ngộ 2 lần. Và trong nhiều lần trò chuyện đó, thì cô có kể cho tôi những dữ liệu như thế này. Rất nhiều hương linh ma lanh lắm. Hương linh được gọi hồn đã được siêu rồi, gọi không về nữa. Nhưng mà những hương linh này gọi là mạo nhận hay là mạo danh của hương linh đang được người thân tìm kiếm để được gọi là thờ phượng và cúng thờ. Tình huống diễn ra như thế này. Hai dì cháu trong chiến tranh chết cùng một lúc do một quả bom nổ. Người cháu cũng là cái người trợ lý đắc lực của người dì và sống chung một căn nhà. Người chồng sau nhiều năm tìm kiếm thì muốn tìm người vợ của mình để thờ, thì giờ đến Phan Thị Bích Hằng và Thị Bích Hằng làm lễ để xác định hài cốt. Cốt đó đã được xác nhận và chuẩn bị lập một cái mồ rất là trang nghiêm để thờ phượng, lập một cái hương